Ngày 12 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành công văn số 6068 về việc tạo điều kiện cho người dân đến các tỉnh thành phố và ngược lại trong những trường hợp cấp thiết và trở về quê làm việc sinh sống. Công văn nêu rõ, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân từ Tiền Giang đến các tỉnh thành phố và ngược lại trong những trường hợp cấp thiết như đi cấp cứu, khám chữa bệnh, đưa đón người bệnh hiểm nghèo, con nhỏ, phụ nữ mang thai, thực hiện phòng vấn xin cấp visa để đi nước ngoài và một số trường hợp cấp thiết khác Người dân các tỉnh thành phố đang ở Tiền Giang có nguyện vọng trở về các tỉnh thành phố để sinh sống làm việc học tập. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải tham gia vận chuyển chấp hành nghiêm các yêu cầu quy định phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khác. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng và các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, phương tiện lưu thông đối với những trường hợp đủ điều kiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, quỹ quyền, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quyền thị xã thành phố thẩm định xem xét từng trường hợp cụ thể của người dân trên địa bàn quản lý và ký văn bản chấp thuận cho người dân rời khỏi nơi cư trú để đến các tỉnh thành phố khác và ngược lại trong những trường hợp cấp thiết hoặc trở về các tỉnh thành phố để sinh sống, làm việc và học tập theo nguyện vọng trong đó nêu rõ các thông tin có liên quan lý do di chuyển đề nghị quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố nơi người dân sẽ đến tạo điều kiện cho người dân qua các chốt kiểm soát thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 13 tháng 10 năm 2021